Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, nhất là có nhiều niềm vui nha. Và hãy luôn ủng hộ cô con gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Loan và ủng hộ cho chiến binh của chúng ta là Kim Cang hộ pháp Hồng Niên. Quý vị hãy yên tâm, không có gì xảy ra đâu, không có gì lớn lao đâu. Ni cũng đã cho tất cả những người thân biết rằng cô ấy vẫn bình an, không có chuyện gì hết. Chúng ta đừng lo lắng quá và đừng có những cái câu hỏi mà nó hơi tiêu cực đấy các bạn ha. Và Nucitin dì của Ni cũng nói rằng 1-2 tuần nữa thôi Ni sẽ trả lời với lại tất cả những Antifa bên kia và để lộ ra hết những cái gì mà họ hành động với Ni. Bây giờ không phải là chúng ta phải quân tử với họ nữa. Và cuộc chiến pháp lý bằng cách là ăn miếng thì phải trả miếng. Chúng ta dùng pháp lực để đưa những cái người mà hại Ni, những người mà cấu kết với lại những cái tội phạm truy nã các bạn ha, để đưa ra ánh sáng. Tôi không có ủng hộ cho sự bạo lực nha. Và cũng không có ủng hộ những gì mà giống như là tác động vật lý đấy các bạn. Chúng ta cứ một đường thẳng, dùng pháp lực để trị những người này là được rồi. Tại vì bất cứ ở nơi đâu cũng có luật pháp, phải không các bạn không? Sau khi mà Ni được bảo lãnh ra rồi thì nên im lặng. Bây giờ lúc trước ấy chưa, các bạn nhớ rằng là khi mà Ni đi đâu cũng hay nói cho Loan biết, rồi người này người kia biết, bạn bè biết. Cho nên họ hay theo dõi đó vào trang cá nhân rồi vào YouTube để biết được đường đi nước bước của Ni. Cho nên mới xảy ra cái sự như thế này. Cho nên từ đây về sau thì Ni nên thầm lặng mà làm thôi. Cũng giống như là luật sư Tuyết Ngọc nha. Thầm lặng mà làm. Có đôi lúc á, ra một cái thông tin giả nữa. Chẳng hạn như bữa hổm kỳ đó xuống với Hậu Giang ra nói là xuống ngày đó, nhưng mà chúng ta đã xuống trước một ngày. Đó là đại khái như vậy để dẫn đàn bò đi vòng vòng chơi cũng được, cũng vui. Nhưng mà chúng ta nên ít có nói ở trên Facebook hoặc là livestream, phải không các bạn ha? Với lại một cái như thế này, người xấu hay là không người xấu thì chúng ta cũng dễ biết lắm. Tại sao phải phá những cái Facebook của người ta và đã đánh sập những Facebook của người ta, thì chúng ta cũng đã hiểu rằng họ sợ. Họ sợ những thông tin từ Ni, những cái sự bất lợi đem đến cho họ. Cho nên họ đánh sập Facebook, hết cái Facebook này tới Facebook kia. Tại vì cái Facebook chính của Ni rất nhiều người xem lắm. Cho nên họ sợ những cái thông tin bất lợi cho họ. Rồi luôn cả những cái Facebook khác cũng vậy nữa, khi mà mới thành lập ra đó các bạn. Nếu là một người tốt nè ha, nếu là một người đàng hoàng nè ha, thì cần chi phải đụng đến những cái Facebook của người ta, cần chi phải đụng đến những cái thông tin mà người ta nói ra sự thật. Tại vì họ sợ, vì đó là những cái bằng chứng cụ thể và chứng minh rõ ràng nhất là những điều xấu xa mà họ làm, phải không các bạn ha? Họ nói đi ăn cướp, chứ phải cướp cái sắc của họ. Mà tôi cũng đã đưa nhiều lần cho quý vị xem rồi. Mà quý vị ly trà nóng, chắc sáng mình uống cà phê xong xuôi mình uống trà nóng. Mỗi lần uống nước rồi tôi nhớ tới tên Mã Tư Lùng, Thám Tư Lùng các bạn. Các bạn biết sao nhớ không? Cái tướng này cho một khúc à. Mà cái tóc kìa hơi dài đấy, đôi lúc đeo cà vạt nữa, đeo cà vạt mà áo ngắn tay nha, kiểu mới của Mã Tư Lùng. Cái đầu hất hất kìa nè, cái bẻ cổ này nè ha, cầm cái ly nước uống, nhìn rất là phản cảm khi mà chúng ta ngồi trước cái máy quay, cái camera, trước cái điện thoại quay để cùng trò chuyện với khán giả. Tại vì trong cái cuộc trò chuyện của chúng ta giao lưu thì người trẻ tuổi cũng có, nhưng người lớn tuổi hơn chúng ta cũng có những người là có mình kêu bằng chú cha ông nữa mà tỏ thái độ
quay gỗ lại cầm cái nước cuốn cái này kia nọ, tôi thấy không phải phép. Tôi cho là mất lịch sự lắm, rất là mất lịch sự luôn. Nói với lại cái tên Phạm Phúc Lồng thì có nhiều chuyện để nói lắm. Gần đây thì hắn cũng đem Ni ra so sánh với bóng hậu Lê Lê. Nếu mà hắn nói rằng Ni không có cửa với lại cái cô Phương đó thì xin lỗi nha. Cái cô Phương Lê đó không bằng Ni một chút xíu này nữa. Trước khi mà họ còn quen nhau á thì cô Phương Lê rất sợ Ni. Tại vì biết về xin lỗi quý vị. Để thấm giọng chút xíu quý vị nha. Cô ấy từng tự mình nói rằng mà tài sản của ấy không bằng Ni. Và cách ứng xử cũng vậy ha, cũng thua người ta. Phải nói rằng toàn diện luôn á, là thua hết. Bữa nay thì tôi thấy Mã Tư Lùng lên khoe chị Phương Lê này kia nọ. Ok, vậy là chị của hắn đi. Những người mà hắn chơi bây giờ thì tôi thấy là những người lịch lãm á, những đại gia thứ dữ không à. Những người kêu bằng là tiền bạc dồi dào như là cô Phương Lê ha, là hoa hậu ha, tạm gọi nha, chúng ta tạm gọi ha, hoa hậu mỏ hổn, một người có tiền nhưng mà không có đạo đức, không có nhân cách. Ở trên livestream này thì đưa thân hình của người phụ nữ, nói về những bộ phận phụ nữ ra rồi nói một cách quệt tẹt đó là Mã Tư Lùng gọi bằng chị đó. Rồi đối với lại hầu tiền xăm khắp người, nói chuyện thì giống như là làm gái tú bà ở bên Malaysia. Lúc thì khóc, lúc thì ngồi, lúc thì ôi da. Cái cô này thì cái tâm tính thì chúng ta nhìn, chúng ta biết rằng là hạng người nào rồi, là bạn của Mã Tư Lùng. Rồi luôn cả cái cô Tuyết Bông là Ngọc Hường gì đó. Cái nickname của Ngọc Hường là Tuyết Bông hả? Không các bạn. Cái cô mà Trần Thị Ngọc Hường đang bị công an Việt Nam truy nã vì chiếm đoạt tài sản của người ta lên tới 100 tỷ á, hắn đâu dám nhắc tới cái vụ mà truy nã đâu. Gạt người Việt Nam của chúng ta cả hàng trăm tỷ luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy không, bây giờ Mã Tư Lùng họ bắt tay với những người như thế nào, thành phần nào trong xã hội, thì chúng ta nhìn một cái là chúng ta biết là cái tên Phạm Tư Lùng này là một cái con người rất là ác độc và nham hiểm nữa, và chơi với những thành phần tội là toàn là tội phạm không à. Tại vì hắn cũng là tội phạm mà, hắn từng lái xe đụng chết người, bây giờ đang bị án treo mà. Nói chuyện thì trên trời dưới đất không à, nói chuyện gì chuyện thì giống như là ếch ngồi dưới đáy giếng, chưa bao giờ đi qua được. Tôi nghĩ chắc nước ngoài, chắc Campuchia với Lào hắn cũng chưa đi được luôn nữa, thì đừng nói chi là ngồi máy bay. Cái ông Mã Tư Lùng này lúc nào cũng nói chuyện điều tra toàn xuyên quốc gia không à, mà máy bay thì chưa chắc gì được ngồi một lần nữa các bạn. Ngồi ghe với xuồng nhiều. Bữa nay đi so sánh với lại bông hậu với lại Ni thì tôi thấy một cái so sánh nó rất là khập khiễng. Về gia sản thì chúng ta tạm nhìn như thế này ha. Chính cái miệng cái cô Phương Lê này còn nói rằng là Ni giàu hơn cô ta, là chính miệng cô ta nói ha. Không, Ni thì không có nói là Ni giàu hơn nha. Ni kín miệng hơn, không có nói về tiền tài sản hay là này kia nọ. Nhưng Bích Trâm cũng cho ta biết rằng con số nhiều tài khoản của Ni cho thấy rằng sự làm ăn của Ni không phải là chỉ là một công việc đâu, rất nhiều công việc khác nhau. Và cái số tài khoản rất nhiều con số không. Là cái điểm thứ nhất. Chúng ta có thể nói rằng tài sản của Ni là mặt chìm, còn của cái cô
phương lé này thì chỉ là bề mặt mà thôi. À, còn trong đó có thiếu nợ hay là này kia hay không thì chúng ta chưa có biết nhiều. Còn về cách ăn mặc thì tôi cho rằng là Ni chứng chạc phong độ hơn với lại cái cách ăn mặc chọn nhiều cái là màu đen hơn. Tôi cũng thích bà xã tôi tin mặc màu đen, tại vì khi mà người phụ nữ mà hơn 40 đó các bạn thì họ có hai cái màu mà thường thường nên mặc, nhất là màu trắng với màu đen, hoặc là phối hợp như thế nào đó, đôi lúc có một cái màu đỏ bando nó hơi sậm sậm một chút á thì nó tôn vinh cho cái vẻ đẹp của người phụ nữ hơn. Tại vì nó tôi thấy người phụ nữ hơn 40 mặc màu đen nhiều á, màu đen nó trầm tĩnh hơn. Còn cái cô Phương Lé này thì các bạn cũng thấy rồi, ba con càng ngày cái gương mặt càng phù ra, thân hình thì nó phù sa quá nhiều rồi. Mà mặc quần da áo da rồi cũng kỉnh này kia nè, nó phản cảm lắm. Còn cái chức các bạn nói rằng là tại vì cô ta là quả hậu, nên nhớ rằng khi mà chúng ta đi học mà chúng ta lấy được bằng cử nhân hay tiến sĩ mà bằng cái sức học của mình á thì nó mới là hãnh diện. Còn chúng ta bỏ tiền ra mua như ông thầy Thích Trinh Quang hay là cái cô Phương Lé này thì đâu có gì đâu mà vinh quang. Tại vì người ta sẽ coi được cái bối cảnh và cách ăn nói ứng xử và cái cách đối nhân xử thế, và người ta biết được con người này có xứng đáng làm hoa hậu hay không. Phải các bạn ha. Đó là điểm thứ hai về cách ăn mặc. Còn đối về nhan sắc á, thì môi tôi cũng vậy nè. Nhưng mà cái môi cô Phương Lé là cái môi nó vậy thổn lên vậy nè. Giống như là hai miếng xúc xích kẹp lại nó còn dư nữa. Còn môi của Ni nó cũng dày nhưng mà vừa phải. Không phải là mình thấy Ni đẹp hay là Ni là kim cang hộ pháp rồi mình nói thêm. Chúng ta so từ nhan sắc, so về cách ăn mặc, rồi so với cách đối nhân xử thế. Cái điểm quan trọng nhất là đối nhân xử thế. Khi mà lên livestream, các bạn thấy hai người như thế nào? Một người thì từ tốn và đôi lúc thì cũng có cái đanh thép một chút xíu, nhưng mà nói ra bằng sự thật và được sự lôi cuốn của khán giả. Còn một người lên khoe cơ thể, khoe những bộ phận của đàn bà, bóp chát với lại khán giả, rồi lấy bài quốc ca ra để phỉ nhổ. Thế mà hôm nay, các bạn, hôm nay có một cái cô tên là Trang Vina nữa. Mà mấy bạn kia nói là Trang khách sạn, Trang cà phê, Trang cà phê gì đó. Cô Trang này bữa nay lên nói rằng người ta ca như vậy đâu có cái gì đâu. Người ta ca gì cũng chỉ là bình thường thôi mà. Tôi thấy không có bình thường chút xíu nào cho các bạn nha. Để tôi nhớ coi trong cái đoạn này ha. Thì chúng ta cùng với nhau nghe thử ra các bạn nha. Tại vì cổ binh dịch cho cái cô Phương Lé khi mà chế nhữ bài quốc ca, thì bây giờ chúng ta nghe thử cái đoạn này các bạn ha. Nè. Cô Trang này nói rằng cô Phương Lé không có xuyên tạc, tại bài của ca này ca rất là hùng hồn, còn cô này ca theo kiểu mà ca chế nhiễu. Thì cũng tại vì cái câu nói này nó càng binh vực mà càng đẩy cho cái cô Phương Lé này vào cái chỗ nguy hiểm hơn nữa. Đáng lẽ bài này phải ca hùng hồn, khi mà ca bài ca quốc ca của một đất nước nào thường thường là người ta đứng lên, còn đây là một sự chế lời lại nữa, chế lời mà nhạo báng một người khác nữa, có nghĩa là sỉ nhục quốc ca mà đang hạ nhục một người khác nữa. Thì má là nếu mà hiểu chung là mẹ, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, mẹ Việt Nam anh hùng này kia, hiểu theo cách đó. Nhưng mà hiểu theo cách khác trong lòng của má thì trong lòng của má có nghĩa là mẹ là Việt Nam anh hùng, một sự bao che
và bào chữa nó trơ trẽn. Thường lên trên mạng này nói rằng mình là một người ăn học, một người biết luật pháp, một người tìm lẽ phải này cái nọ, mà bên vực cho một cái cô phương lá với lại những cái lời chế giễu bài ca như vậy, mà còn bên vực một cách tôi cho rằng là nó trẻ con lắm, nó rất là khập khểnh cái từng lời nói từng hành động của mình. Mình là một người lớn rồi, lúc nào cũng khoe khoang mình là con người có học vị mà, mình là người đưa tin chính xác mà. Tôi hỏi cô Trang này như thế này, những tờ báo chính thống Việt Nam người ta đưa ra như vậy, người ta lên án như vậy là sai tất cả à? Từ bài báo Việt Nam Express, Việt Nam Darknet cho tới những cái tờ báo con khác, những tờ báo chính thống đều đưa tin như vậy là phải xử lý nghiêm ngặt với lại cái cô Phương Lé này. Thì cô lên binh vực cho một người phạm tội, một người lấy cái bài quốc ca thiêng liêng gần 100 triệu người dân Việt Nam và biết bao nhiêu người đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc, để cho cô được ngồi trên YouTube để kiếm tiền hàng ngày. Bây giờ cô binh vực cho một người không biết lý lẽ là gì và coi thường pháp luật. Như vậy những con người này họ muốn ngồi xổm trên pháp luật. Họ coi bài quốc ca chẳng ra cái gì hết các bạn. Tôi dám nói với các bạn rằng cô Trang này với lại cô Phương Lé này không bao giờ biết tôn trọng bài quốc ca của đất nước Việt Nam. Tôi dám khẳng định luôn khi mà bào chữa như thế. Bây giờ thì cô này đang lâm le trở lại cái drama. Tại vì sau khi mà rời khỏi cái drama này á, đói. Người ta không có xem nhiều nữa, tại vì nói nhăng, nói cuội, nói tào lao. Rồi khán giả của bên Hồng Loan đã bỏ đi rất là nhiều. Sụt đăng ký rồi nữa. Không phải là sụt kilo nha. Kilo của con này lên chứ có sụt. Nhưng mà người đăng ký thì lại sụt rồi. Bây giờ trở lại drama này để kiếm ăn mà. Tại vì thấy có một mình Mã Tư Lùng nói. Hình thức ra những cái con người mà đang bị họ dẫn dắt ấy, đang bị như, giống như là một đàn bò mà hồi đó có Mặt Trời Lặn nè, rồi Trăng La, Trăng Lé nè, yêu ai quên à, Trăng Cà Phê gì đó, rồi Mã Tư Lùng nó bị phân tán ra các bạn, có giống một miếng bánh trung thu bị chia ba chia bốn. Thực ra Mã Tư Lùng lúc đó cũng ít có người xem, thì bây giờ tất cả khán giả mà bị dẫn dắt đó bây giờ nó ù về bên Mã Tư Lùng thôi. Cho nên bây giờ họ thấy không được rồi, cái bánh này Mã Tư Lùng nó ăn nhiều quá, một mình ăn hết, cho nên bắt đầu cái họ trở lại để kiếm ăn, cũng vì kiếm ăn mà thôi. Các bạn thấy bên giờ cái kiểu này là bất chấp rồi, phải không? Rồi, để mình đọc một số bình luận các bạn ha. Cảm ơn những lời bình luận của các bạn thật là nhiều. Mình rất thích đọc những lời bình luận các bạn. Đã giúp cho mình mở mang thêm trí thức nè. Rồi biết nhiều thêm thông tin nè. Rồi mình được giao lưu với lại các bạn nữa. Chà, lúc này các bạn đưa tin cái cô Hồng Trinh này hơi nhiều nha. Đây là những gì mà khán giả bình luận nha. Đừng có nói là tôi vu khống nha, đừng có nói tôi bị đặt ra những cái lời nói đó nha. Thông Quỳnh, Hồng Trinh lúc trước giúp trên Hà Thúy Nga vụ ca sĩ Kim Ngân thấy cũng ok, mà sao giờ hồ đồ quá, ăn nói hàm hồ, tư thù cá nhân. Vì Quốc Võ là người em mà bà ấy rất quý, nên bà ấy ăn nói hàm hồ, tâm địa độc ác, lên kênh Quốc Võ nói về luật quốc tế để dẫn dắt cộng đồng. Về Ni là tội phạm, là chị đại chuyên đi hại người, cái miệng bà ấy thật độc ác. Có lẽ từ cái vụ mà Quốc Võ và Hồng Trinh bị ghét rất nhiều, vì bà ấy không sống công tâm mà bà trả thù giùm Quốc Võ, vì Quốc Võ không được Hồng Loan và Ni xem trọng, nên từ dạo đó con bảy màu trong nhóm Quốc Võ quay xe để hại
Hồng Loan. Ngọc Bích, kênh của anh Ba Báo mới đưa tin nhắn là bà Hồng Trinh bị lộ. Bà và Quốc Võ Hùng Tiền mở live show ở Phan Thiết, mời Hồng Loan tham gia và Ni, nhưng Hồng Loan không đi, làm bà Quốc Võ lỗ nặng nên bà Quốc Võ trả thù Hồng Ni và Loan. Có chuyện này nè. Tôi đã từng nói với các bạn mà ở show Việt Nam không phải là dễ đâu, phải quen biết nhiều người truyền thông nữa, rồi mình phải PR quảng cáo. Và thứ nhất mình là một nhạc sĩ, chẳng hạn như nhạc sĩ ở Việt Nam là Hồng Sương Long đi, cũng tôi cũng biết anh ấy cũng có sáng tác cho tôi một hai bản. Vào YouTube á, các bạn đánh Cali Sài Gòn hoặc là Hồng Sương Long có cái bài Sương Rồng Lại Nở Mùa Hoa đó, rồi cái bài bài thơ tình cuối vậy, Hồng Sương Long có viết cho mình. Hồng Sương Long thì các bạn cũng biết nhạc sĩ Hồng Sương Long nha. Những cái bài như Gọi Đò nè, rồi Mưa Chiều Miền Trung nữa, rồi những nhạc sĩ như là Hồng Sương Long nè ha, Nguyễn Nhất Huy nè ha, khi mà mở live show ở Đà Lạt hay live show ở Sài Gòn nữa, cũng phải cần có những ca sĩ nổi trội. Thứ nhất người ta đã là nhạc sĩ có tiếng rồi, còn Quốc Võ là chỉ là một nhạc sĩ viết bài vậy thôi chứ chưa có trung tâm nào mà nhận bài để hát, hoặc là chưa có một cái ca sĩ nào lấy những bài hát đó hát. Thành thử ra nếu mà mình nói rõ ra thì là một nhạc sĩ không có tên tuổi đó, đó là như vậy. Trong cái live show những nhạc sĩ tên tuổi người ta cũng phải cần có những, chẳng hạn như Hồng Sương Long ngày xưa thì có Cẩm Ly hay hát những bài của Hồng Sương Long, như là Chim Trắng Mồ Côi, Hồng Sương Long viết chung với lại nhạc sĩ Minh Vi, đại khái là như vậy. Ví dụ muốn mở live show phải có ca sĩ nổi tiếng nữa đó, thì mới có khán giả. Còn đằng này Quốc Võ thì là một nhạc sĩ không ai biết hết, ở hải ngoại cũng không biết, đừng nói chi là ở Việt Nam. Rồi về cũng không có ca sĩ nổi trội nữa thì làm sao mà mở live show được. Thua là một cái chắc luôn á, chắc chắn 100%. Tại vì mình cũng từng có mở mấy cái show nhỏ nhỏ thôi, mình biết mình thuộc là bầu tèo, bầu nhỏ xíu. Bây giờ bầu Việt Nam dễ lắm, cỡ như cô Tạ mở thừa Thủy Lê cũng làm bầu show. Khi mà tự xưng là bầu show thì tôi chân hững luôn á. Bạn Tị Ngọc Trinh Nguyễn, bà Hồng Trinh tưởng là người trí thức hiểu biết, ai ngờ lại là người hàm hồ không biết gì là lẽ phải cả. Bạn Hoàng Anh Ni hả? Bà này là chị gái của Quốc Võ đấy. Ngày xưa ông đạo diễn và bà ấy về tham gia vụ drama của Hồng Loan nhưng không được trọng dụng, rồi sinh ra thù hận. Hương Bùi, con Hường là đang bị truy tố và cái nick của nó là Tuyết Bông, đang cấu kết với Hồ Tiền và Thám Tử Cung để hại Ni. Tracy, Quốc Võ thân với lại con cá bảy màu cho nên giúp con cá bảy màu trả thù Ni với lại Hồng Loan. Cái vấn đề là tại sao mà để một cái cô lớn tuổi ở 70 lên trên kênh của mình, rồi để rồi đi hãm hại người, rồi giúp kêu gọi tiền quyên góp cùng với lại cô Hồ Tuyền ở Malaysia là một người làm. Tôi thấy nếu mà nói như khán giả nói là hồ đồ và bỉ ổi, phải giúp những người mà đang tâm đi hại một người tốt, phải không các bạn ha? Chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại hoài như thế đi, để cho nhiều người mới vào người ta không biết, tại vì chia sẻ không bao giờ thừa. Ni đã từng giúp biết bao nhiêu người ngư dân Việt Nam trở về Việt Nam bằng đồng tiền của chính mình, không có kêu gọi, rồi nuôi bao nhiêu trẻ em mồ côi, những đứa con nuôi, còn những người khác nữa. Có một người đã viết bài đăng trên Facebook và cảm ơn Ni, đã nhờ Ni và ông ấy đã kiếm lại được 10 tỷ.
từ ngân hàng Mbank chuyển qua lại vì sự lừa gạt của cô Trần Thị Ngọc Hường. Cái cô Trần Thị Ngọc Hường này lừa nhiều lắm các bạn, lừa gần cả 100 tỷ luôn các bạn, mà không biết sao mà miệng mồm như thế nào mà lừa người được người ta hay thiệt á. Các bạn thấy không, gần cả 100 tỷ nắm trong tay, bị Ni dạch ra hết, lôi ra hết, phải trả lại hết, thù, cho nên trách thù người ta. Ok, mình có một cái cú phone để mình phải trả lời với người gọi các bạn ha. Rồi xin hẹn và gặp lại tất cả quý vị trong một cái video lần sau nha. Xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin hữu ích nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình ủng hộ cho Hồng Ni và Hồng Loan.